Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo cùng với chú Ba, biệt danh là chú Ba Tu, xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác kính mến. Xin chúc quý vị trong nước và ngoài nước một ngày thật là an lạc. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay Quốc Tạo có nghe đồn đãi lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới tận mắt dòm được cái tấm chằng điều hay là chằng già chú Ba. Chằng già là cái tấm thờ Tam Bảo nào quý vị mà có nổi dãy rồng. Thì xin chú Ba sẽ trình bày dùm là cái tấm chằng già này nổi dãy rồng vào năm nào và bây giờ nó đã quá rõ ràng. Xin chú Ba diễn giải. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương, kính thưa cô bác đồng đạo trong và ngoài nước kính mến, cùng Quốc Tạo và Quốc Thành thân yêu. Kính thưa hai cháu, đây là cái hôm nay cũng là cái thời gian mà cách mới có 10 bữa nay là 16 16 tháng Giêng năm Canh Dần. Hai cháu đến tại gia đình để thăm cho bác ba. Thì bác ba không biết phải nói sao hơn, chỉ thay lời cho trong gia tộc chân thành cảm ơn hai cháu đã vì tình đạo đến đây để chia sẻ giáo lý của Đức Thầy và cùng tìm hiểu và nguyên nhân cái tấm trần điều của mình. Bức trần già của mình có từ thời nào và thời gian trước ra sao, bây giờ nó có cái những cái hiện tượng mới hay là không, thì ở đây thì chúng tôi cũng xin trình bày với cô bác anh chị để cho cô bác anh chị nắm để rõ được cái nguyên nhân mà tại sao ở cơ sở chúng tôi lại có cái bức trần già này và bức trần già này có tạo những cái ấn tượng gì cho trong gia tộc của chúng tôi hay là chính bản thân chúng tôi cùng nhau đồng hành tu giải thoát lại không? Đó thì hồi chúng tôi xin trình bày sao. Bây giờ kính mời quý vị để xem qua cái bức trần già ngày xưa đó. Thì cô bác anh chị biết đó, cách đây khoảng là 24 năm rồi. Bởi vì trước đây thì phải 3 năm rồi, 3 năm hay là 4 năm vừa qua rồi đó, thì Quốc Cường có quay cái bức trần già này, nhưng mà không có thể mà rõ ràng từ nét như thế này. Cô bác anh chị thấy rõ ràng từ nét, và trong thời gian đó thì cái nét, tất cả những nét này thì nó không có hoàn chỉnh hơn. Thì hôm nay đó là trong 3 năm sau này, từ ngày Quốc Tạo cũng có quay rồi nữa. Yeah. Đó, 3 năm rồi, Cường Tu Be cũng có quay rồi, và tất cả cũng có rất nhiều đồng đạo quay, nhưng mà nó chỉ mờ mà thôi cô bác anh chị. Bây giờ cắt rõ luôn chứ. Nhưng mà hôm nay nó rõ ràng hơn, và cái đây hồi thời gian cách sau thời gian một năm mấy đó thì Quốc Tạo với Ngô Cường ở quay, thì tôi có cho nó thấy đó, thì cái này chỉ dạng bằng kiến thôi, nhưng mà cái chữ ở đây nè, có gì thấy chữ này đó thì không biết chữ này là chữ Phật hay là chữ gì, bởi vì nó trong kiến mình chưa thấy được, mà sao giống cái chữ Phật mà để chữ Hán đó, giống chữ Hán mà mình chỉ nói gì thôi, cô bác anh chị thấy rõ ràng. Nó khác hơn ngày xưa được lắm, nó cái chữ đó quý vị thấy rõ ràng khác hơn ngày xưa. Và từ đây lên đây nó bây giờ đây lên đây 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 có 2-3 cái dòng ngang đây, rồi nó xong mai ổng mới xuống đây cái mình đang có làm cái bầu tròn, quý vị thấy không, cái bầu tròn mà trong cái bầu tròn nó có chữ này có rất là có đậm nét luôn, cô bác anh chị thấy đó là gì, đó là nó thật với cô bác anh chị đó. Thì chúng tôi càng lưu niệm chừng nào trong cái những cái bức ảnh này thì trần già này thì chúng tôi rất lấy làm vui hơn, là biết đâu là cái Đức Thầy đã nói rằng duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Chính bản thân tôi nghe lời ông ngoại dạy là con muốn tu học để xuất gia thì con tu chừng nào chết con mới thôi. Thành ra chúng tôi rất lấy làm vui mừng là kính kỉnh lời ông ngoại và ba tôi đã nhắc lại. Và quý vị cô bác anh chị thấy hồi xưa đó mấy cái này không có nè, bây giờ nó muốn thành chữ luôn. Nó có hết chứ không phải là nó rồi cái những cái nét này đó cô bác anh chị mình thấy nó sắc sảo hơn ngày trước lắm. Nhưng mà cái ai mà có quay phim ngày trước đó thì bây giờ để đọa lại thì nó khác hẳn. Đúng rồi, khác xa lắm rồi chú bà. Đầy đủ cái nét nè, cái nào nổi nét không mà quý vị thấy nó lớn hết chứ không phải như hồi xưa. Đó là cái niềm rồi, tin. Rồi ở đây là ra nữa nè chú bà. Dạ, cái ở đây là cái đầu. Cái đầu hồi trước nằm tới đây thôi. Nhưng mà bây giờ cái đầu này nó ra tới đây. Nhiễm màu quá chứ ba. Dạ, cái này đó bởi vì Đức Thầy có nói là chừng ni, chừng ni mình chừng nào mình thấy gì không biết đó, mà Đức Thầy thì chừng ni mới thấy nhiễm màu của ta. Bây giờ chúng tôi và quý vị đó, chúng tôi sẽ nói lại một câu nói đó thì thầy nói rồi. Tại vì cái người tu
mà thầy nói tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Trong đây không phải riêng cá nhân tôi mà nói chung là toàn thể cô bác anh chị em trong xã Vĩnh Lợi này đã có rất nhiều người chung tay xây dựng cái cơ sở này, cho nên hôm nay chúng tôi được cái là bức trần già này mà chư vị thánh thần hay là trăm quan các ngài đã gợi đợi cho tôi, thì tôi nhớ lại lời Đức Thầy đã nói đó cô bác anh chị. Thì ở trong đây hình như con thấy có cái gì nữa, có cái chữ gì nữa chữ, đúng không? À, có chữ đây là... đó mà mình không biết, bị nó không rõ hùng đó. Ở đây có con chữ nào quý vị? Dạ, đó cái chữ này mà mình không biết cái chữ gì chữ, thôi. Chữ này nào quý vị? Dạ. Có thấy có chữ cái gì xuống đây nào. Dạ, cái chữ nó đông như chữ Hán rồi thôi. Chữ Hán. Mình không biết chữ giống chữ Nam vậy đó. Nhưng mà mình đứng qua bên này lại thấy thà đậm hơn, nét đậm hơn. Đúng rồi, bên đây đậm hơn quý vị. Đậm hơn. Nào quý vị, ồ quá. Nó đây là chữ sáng hơn nè, thấy không? Nó sáng hơn, sáng hơn. Đây là rõ ràng nè. Rõ ràng luôn chữ luôn. Rõ ràng nào quý vị ơi. Thấy quý vị. Có dấu đàng hoàng, có anh chị thấy rõ ràng. Đó. Thì chúng tôi thì đã nói với cô bác anh chị mình đó, thì mừng Đức Thầy nói ở trong cái bài giếng làng mấy hôm đông, Thầy nói mừng là mừng việc hay ho. Nha. Nhưng mà cô bác anh chị ơi, mừng là mừng cái việc hay ho cho mình đã đạt được mục đích cứu cánh và giải thoát. Cũng như cô bác anh chị em đã tu tập là năm nay Đức Thầy ra đời là 83 năm rồi. Đó là mà Đức Thầy nói mừng là mừng việc hay ho. Nhưng mà chúng tôi rất lấy làm sợ. Nha, sợ nè. Mừng là mừng việc hay ho, lo là lo việc ốc sò trải qua. Cho nên đồng đạo chúng ta nên nhớ lời thầy dạy là tĩnh tâm, mượn lấy thi ca, giác văn hướng thiện, chánh tà phân minh. Bây giờ mình phải làm sao? Bền lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai cô bác anh chị ơi. Đã thấy được cái mà bức trần già như thế này rồi, thì chúng tôi cũng xin cô bác anh chị mình hãy nhớ lời thầy dạy đó. Đừng phai, đừng lợt ha. Để làm thế nào cho chúng ta giữ trọn cái đạo mà Đức Thầy đã dạy. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng xin có một số cô bác gửi lên nói ra năm nay mà cái việc biến chuyển, Đức Thầy đã nói việc biến chuyển thơ kia thiên cơ gấp gấp rồi, mà cái bức trần già này càng ngày càng lộ ra những cái nét sắc sảo hơn, thì không biết có liên quan gì đến trong cái thời kỳ sau này hay không, cái điểm báo gì dạ, điểm báo này sao không dạ đó đúng rồi. Vậy thì chúng tôi ở đây chúng tôi cũng xin nói với cô bác anh chị đó, bây giờ hôm ngày chúng tôi cũng nói cái chỗ này chỗ mà Đức Thầy tỏ thiên cơ đó. Đức Thầy nói bây giờ quý vị thấy không, Đức Thầy nói rõ ràng chứ tôi cũng nói nghe, cái này cô bác anh chị mình hãy coi nghe rồi cô bác anh chị mình phải cố gắng là suy nghĩ rồi cô bác mình phải để trí tuệ sưu tầm lời thầy nói như thế nào thôi. Đức Thầy nói bây giờ còn giấu chi đâu. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng ha. Hồi thời gian trước thầy cũng đâu có giấu đâu. Bởi vì cái năm mà 1939 thầy có giấu cô bác đâu, có đâu phải không? Nhưng mà tại vì cô bác mình không tu, chứ không phải là thầy giấu. Thầy nói nè, hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng trước chi. Rồi mèo kêu tới bi từ từ tới à. Thầy nói đó từ từ tới. Mà đồng đạo mình không chịu nghe, thấy không? Không chịu nghe, không chịu tu thôi, chứ không phải nó thật sự đó. Nếu mà đồng đạo chúng tôi và quý vị tu rồi thì chắc hôm nay nói tu như em thôi, một tu mà ít như em gì rồi á, thì chắc chắn là ở An Giang mình cũng có nhiều điều hạnh phúc lắm cô bác chị. À, nếu mà có hạnh phúc đó thì nó mới có cái được cái này nè, chứ không có hạnh phúc sao có cái này được. Cái điểm báo cái này tôi nói thật sự luôn. Nếu cô bác nào nói giờ chú ba tu rồi sao chú lố lăng quá, chú nói này cái kia quá, Ai Di Đà Phật, tôi xin đây đây là cái bức trần già mà chúng tôi kỷ niệm hôm nay là 23 năm. Ồ, 23 năm. Mà cái tấm năm. Trần già này đó, nói thật cho cô bác anh chị đó, từ ngày giáo hội mình tái phục quạt đó đến cái tấm này là tấm 500. Là tức 500. Là 500 cái gia đình đã xin tôi rồi, mà cái tấm này là thứ 500 mà người ta không có nhận đó, rồi tôi mới để tôi cất lại trong cái tủ. Rồi trong cái thời gian đó đó cũng có mà bằng này kia cái nọ, rồi cũng khó khăn, cũng không có tiền, rồi cái cô bác cũng không có hùng ta làm nữa. Bữa đó có đồng đạo nói lại bác ba còn bức trần già không cho con thỉnh về con thờ. Tôi nói còn tấm này nè vô cho thỉnh, ai về vô cái lấy cái này ra, ta chơi, ta nói không được, được bà ơi, cái này tôi không lấy đâu, cái này ngộ lắm, thôi bà để làm kỷ niệm đi. Tao không dám lấy đâu. Dạ, không lấy, thành ra từ cái lần đó là lần 500 tấm đó, thì tôi mới kể để kỷ niệm. Mà nói thật với cô bác anh chị đó, đây là lời thật mà mình để tâm sự cô bác anh chị mình để nên cố gắng mà nghe lời Đức Thầy dạy đi. Vì mình mà đem cái thiên cơ
hay là cái gì mà trong cái bức ảnh này nó sớm quá đó, thì sợ nhiều khi đồng đạo người ta nói mình bài vẽ để mà dụ dỗ này kia nọ để làm tiền, hay là dụ dỗ để mà gạt gẫm ra đồng bà đạo này kia. Vì thế mà tôi lặng âm thầm là để 20 năm. Dạ 20 năm. Cho nên trong cái thời gian đó là 20 năm, tức là năm cách đây mấy năm là năm đó là tôi 73 tuổi. Rồi tôi mới nói thôi giờ tuổi mình cũng lớn rồi, thôi giờ để mình đem cái đây ra để mà mình thờ ở để đây để tượng trưng, để cho những cô bác đồng đạo độc giảng ở trong xã này đó, người ta thấy đây để mà tinh tấn tu hành. Thành ra tôi mới đem ra đây, chứ hồi trước tôi để trong sao. Dạ, thì chú Ba cho phép Quốc Tạo hỏi thì cái tấm chăn già này là có hình của cái một dãy rồng, và ở đây là một cái đầu con rồng thì thật là nó hiện lên rõ ràng rồi. Thì trong giảng của ông sư giải Bóng Khoai có cho biết một đoạn là năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ gói cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợ mà lị tuôn dầm về, vậy mà còn mãi ủ ê, trung ương gồng lộn ê hề thay phơi. Thì có câu đó con muốn hỏi cái câu gồng đó chú chú Ba, nó có ảnh hưởng gì đến cái này không, như một cái điềm báo gì đó hết chú Ba? Mình cũng thì đây là cái bài đó thì mình đọc thì trong sư giáo khoa, nhưng mà trong đây là đức của đức thầy mình đã thi tỏ thiên cơ. Bây giờ nãy mình nói chưa hết á, đức thầy nói gì nè, bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây đến đó không lâu mà chờ, năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ gối cuồng, năm mèo tháng mẹo nha, nó rõ ràng, năm mèo tháng mẹo lị tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thi, mèo kêu ghét tới ai bi, khổ dữ lắm. Cho nên á, trong cái thời gian này đức thầy đã nói rồi, thì đây là một cái điềm thôi, mà Phật đã ấn chứng như thế nào để cho cơ sở của chúng tôi đó được như thế này, thì nói thật với cô bác anh chị đó, không lẽ hôm nay mà mình trình bày để cho nốt rốt ráo, để cho cô bác anh chị thấy chỗ này là cái chỗ cục đất này thôi, tôi nói cục đất này thôi, để cho cô bác anh chị mình có về đây để ghé, thì tôi sẽ tâm sự thêm cái cục đất này đó là dưỡng sáo tôi á, để lại cho tôi là hai chỉ, mà trong này là nó trên hai công đất để cho tôi ba tôi để mà ở với mấy anh em chủ tụi tôi. Nhưng mà nó may mắn nhất á là tại vì tôi là người cư sĩ tại gia, rồi tôi về đây đó, nói thật chứ cô bác, cái cục đất này quý lắm nè. Là khi tôi về đây rồi đó, thì ở dưới đây đó có một thầy thuốc nam, rồi cô bác ở đây nghèo khó lắm, mà chỉ nhờ thầy thuốc nam ở dưới để mà hốt thuốc mà thôi. Nhưng mà thời gian ba tôi về năm 75, nhưng mà 76, 77, 78 đó, tôi mới về đây để mà tôi cất cho ba tôi được cái nhà, là thời gian từ Vĩnh Long nó có bác anh chị. Về đây nó còn nghèo dữ lắm đó, là về đây đó nó thật, cô bác anh chị đừng có cười, gia tộc tôi đó, trong gia đình tôi đó, là về đây là phải nhờ đồng đạo ở địa phương đó nuôi từ lon cơ lon gạo 3 năm, chắc chiêu cho gia đình tôi 3 năm. Thì tôi về cái năm thứ 3 đó tôi về đây tôi mới cất được cho ba tôi một cái nhà tre, tất cả những gì toàn là tre hết, mà bản thân tôi đi làm mướn á, ở ngoài Cồn Bà Hòa đó, với ở Mỹ Hội Đông đó, tôi mới mua được cái bụi tre, thì tôi mừng dữ lắm, tôi mới cất cho ba tôi được cái nhà tre nè, dách tre, giạc tre, cột tre, tất cả những cũng gì là tre, như hồi thời gian mà đời xưa mà nội tôi cất nhà ở trên Mỹ Hội Đông vậy, cái dụng tre hết. Cho nên ở đây đó, rồi cái thông qua nhà tre này đó, chúng tôi có mới nhờ ông Năm, xuống ông Năm hút thuốc cho gia tà gia đình, thì ông Năm nói thôi, tao thấy mày có phúc lắm rồi, thì bây giờ tao hồi trước tao lên tôi lên trên cô Năm Châu Đốc á, tôi học với cô Năm để cô Năm cho tôi cái là làm phá gì đó, tôi về hút thuốc nè. Thôi giờ cậu á, tôi có thấy cậu có cái tâm, thôi giờ cậu về trên nhà đó đó, cậu cầu nguyện bà Năm đi, rồi cậu sẽ ra ngoài giường cậu đó, cậu bứt cái gì cậu hút thuốc cho người ta uống cũng hết hết trơn. Thành ra tôi mới nghe lời cái ông Năm đó, ông Năm đó sau này tôi gọi ông Năm là ông nội đó, bởi vì ông Năm đã lớn tuổi rồi, tôi gọi ông Năm là ông nội. Thì tôi nhờ ông Năm nó truyền cái tâm ấn cho chính mình để mà bóc thuốc, thì tôi mới cái nhà tôi bển nhà tre đó, tôi mới ngăn ra một cái chất nhỏ tôi để tôi hút thuốc, còn bên kia thì ba mẹ tôi ở. Nhưng mà hút thuốc xong rồi một thời gian 3 năm sau nữa là 6 năm, tôi mới có một số cô bác đồng đạo, tao nói thôi chú ba ơi, mình hút ở đây nhỏ quá, thôi giờ cũng thấy cô bác thật là đông, thôi giờ để hùng với nhau cất cho chú một cái nhà thuốc nam. Thì chính cái chỗ này đó cô bác anh chị là cái mới cất cái nhà thuốc nam. Cất nhà thuốc nam xong là tôi hút được 12 năm,
đó, bây giờ nó bữa nay tâm sự hết đi để cô bác tin tưởng hay không tin tưởng, đó là quyền của cô bác. Tôi hốt được 12 năm xong xong rồi cô qua tội ở dưới xã đó, mấy nó lên nhà mấy chú thôi ông ba ơi mình hốt thuốc nam cũng cực khổ, thôi giờ cho ông ba để cho tôi chứng nhận cho ông ba được bỏ cái thùng tiền, tôi nói A Di Đà Phật cũng được. Vì gì làm từ thiện xã hội là phải bằng cái tâm, nếu mà mình lấy tiền đó thì mơ kia mốt nọ mình không có tiền đi mình đi lấy thuốc đó, mình lấy thuốc không có tiền. Vì gì tôi đã nói với nó mấy chú như này nè, mấy chú thấy không, mỗi một lấy thuốc đó hồi xưa đó là 100-200 lít dầu nè, rồi mười mấy 20 vợ gạo nè, rồi thuốc tô hiệp này kia đang đem ra ngoài hòn này cho người ta, thành ra thôi để cái đó để đồng đạo chúng tôi xây dựng cùng chung và chia sẻ cho nhau đi. Cái mấy nó nói thôi không được, chú nói không được vậy thì chú, nhưng mà chắc chắn thời gian chắc chắn chú phải lấy tiền, mà không lấy tiền thì nghỉ đi ha. Rồi tôi mới hốt mấy năm sau nữa là đúng 12 năm tôi mới nghỉ. Tôi nghĩ là gia đình cũng nghèo đó, cô bác anh chị đi mình lỡ Cần Thơ mình về mà tứ cố vô thân mà, về đây là đất ruộng đâu có đâu, hắn làm ba tôi làm ruộng thằng năm nào cũng lỗ trơn trời, thành ra tôi phải ăn nhờ ở đậu của cô bác, ba tôi phải ăn nhờ ở đậu của cô bác ở địa phương này. Sau thời gian đó đó nói thật cô bác, tôi phải đi mua cây bạch đằng về tôi bán để nuôi 18 người trong gia đình luôn đó, bản thân tôi như vậy là phải nuôi 18 người trong gia đình. Thời gian đó nuôi trong gia đình xong rồi đó thì cũng có cắt cái trại để cây ở bên kia. Rồi sau này đó thì tôi thấy cái nhà thuốc đó nó nhỏ quá, cái tôi nói thôi giờ không biết mình nghĩ thôi, không biết mình cắt cái giống cái hộ quán đi, thượng lầu hạ hiên đi, để cho nó mình hút thuốc cho coi nó cũng có vẻ mỹ quan cơ sở luôn. Ai nhà đâu cắt lên rồi ta cái nhà nước ta chạy ngang đó, người ta thấy đây ở sao cái điện vô xã này, ủa sao mà ở đâu trên Ba Tu mà có các cái nhà mà lập ngói mà để thượng lầu hay bộ tích các chùa hay gì, thì là cái mấy người chú chính quyền lên hỏi tôi không có phải cái này là nhà thuốc, nhưng mà tại cái tâm tôi muốn cắt cho nó có cái vẻ mỹ quan để cho đời sau các cháu nó thấy được mà thôi. Cái mấy chú nó không được đồng bời, thôi giờ ba từ ba để cho nó cũ rồi ba dẹp đi, bởi vì đời bây giờ mà mình cắt chùa phải có phép tắc đâu đó đàng hoàng. Tôi cũng nghe lời cô bác anh chị, rồi tôi mới cắt cái sao này, cái tôi mới cắt cái trại cây đó cho ba tôi, mà tôi ngay nhà ngay chân cái chỗ mà thượng lầu Hòa Hiên này nè đó, thì cũng đây nè, cũng chỗ đây nè, mà tôi nó xa với sao lận, tôi cắt thượng lầu Hòa Hiên lên, cái này nó màu nhiệm nghe cô bác anh chị, nhưng mà nói để anh chị cô bác thấy cái niềm tin của tôi thôi. Chú Mười, tôi ở đây có tôi có người chú Mười Mè, ổng là hồi xưa ông thương gia đình tôi lắm, ổng làm thợ, tôi mới nhờ ổng cắt cho tôi cái trại để cây. Cô bác ơi, ông cắt cái trại để cây xong xuôi rồi mà đó, tôi có bắt cái cầu ngang chăn cái cửa này luôn, bắt cầu cột thì cột đúc, mà cây á thì dán thì lót dán cái dán bạch đằng nha. Nhưng mà chú Mười ông mới bắt cho cắt cho tôi cái nhà lợp, chưa có lợp như cô bác anh chị, cắt nhà già gì nè, rồi thun guông nè, kèo nè, đòn tay nè nha, liệt mầm hết trơn trọi ngang hết trơn. Mà quý vị thấy cái màu nhiệm chỗ này nè, có con già đó sáng lợi tính chú Mười mẹ tính ra đi lợp cái nhà này, bữa nay tại tâm sự cho hết đi nha, để không thôi cô bác không biết cái nguyên nhân ở tại cái chỗ này có cái gì màu nhiệm, cho nên chú Mười mẹ ổng mới ngủ trưa lúc 11:30 ngủ trưa, cái ông gặp một ông cụ già, nhưng mà ông cụ già ông dắt vô một chú tiểu, cái ông già ổng lỡ ngay cái đầu ngay chỗ đầu nằm của chú Mười mẹ đó, ổng mới nó chỉ cái chú tiểu nè, cái thằng này nó ẩu nè, con lấy cái cây của cái gậy của ông nè, con đập cho nó té đá cho ông đó, quý vị thấy không, cái đó là lời chú Mười mè. Chú ra chú học lại thì ở đó chú Mười ông mới bị ông đánh đó, cái ông chú Mười mè giật lên đó, giật mình đó, thì thật sự là chú Mười mè té có té đá thiệt sự. Rồi chú Mười mè ông mới giặt đồ xong xuôi rồi đó, cái ông mới đi thẳng chạy ra liền á, chạy ra gặp tôi nè, gặp tôi với ba tôi mới nói đây thôi mấy mà ông bác cho anh Mười ơi với mà cửu ơi, con đừng có để đồ trên đó nữa, con để đồ trên này hả, là chú Mười mới bị đòn nè con ơi. Thì chú Mười vừa đứng ở bên đầu cầu mà chú Mười kêu gió qua đây thôi quý vị, vì cái kinh nào đó cũng nhỏ, chú Mười kêu gió ra thôi, chú Mười nói từ có lợp đây rồi không biết tao làm sao nữa. Thì nói thật với cô bác anh chị nó cũng màu nhiệm lắm. Thì chú Mười vừa nói xong rồi thì cái nhà đó quý vị biết không, kèo, đòn tay, thun guông, mầm,
bà tả bẹt đóng hai tay cứng ngắc rồi, mà tự nhiên chỉ có một luồng gió nhẹ qua gì là xô cái nhà xịp xuống luôn, chưa lợp xịp xuống luôn. Thì nói thật quý vị đó, cái này đã thôi cái số chú mừ thôi nhá, chứ không phải là gì. Chúng ta bây giờ chúng tôi cũng vẫn thương hơn lên chú mừ luôn. Thì ngày ba ngày sau chú mừ lâm cơn bệnh nặng rồi chú mừ đã ra đi. Thì quý vị thấy chỗ này thôi, đâu phải là cái chỗ cục đất này nó không có cái sự màu nhiệm. Đây là cái sự màu nhiệm mà mình nói để cho cô bác có niềm tin. Mai kia mốt nọ cô bác đến mà tôi trình bày mà có sai xưa một lời nào đó thì cô bác nó không nên tin tôi được, thấy không? Và hơn nữa là sau 20 năm sau, quý vị thấy ở đây đó tôi mới giáo hội mình tái phục hoạt, thì 20 năm sau mới có được cái đây. Thì ở đây nó mà thời gian chúng tôi đã đem cái này ra nó cũng gần đến cái thời kỳ lộ vẻ mà Đức Thầy đã nói nha. Vì như Thầy nói đã kể từ nay lao khổ đến cùng, cảnh dương gian khó nổi thung dung. Người bảo ác thôi ngăn đồng đạo Quốc Tạo với Quốc Thanh, người bảo ác mới không toàn tánh mạng. Chớ tôi tin tưởng rằng nếu cô bác anh chị mà có một niềm tin bằng một phần tôi thôi, tôi nói thật chứ không phải nhiều, bằng một phần em Út thôi, thì em Út cũng báo tin như cô bác anh chị đó. Em Út về đây là trên 50 năm, nhưng em Út chỉ có tật bệnh có hai lần mà thôi. Lần thứ nhất đi không được, đó là nhưng mà ẩm không, nhưng mà ra tới ngoài huyện Châu Thành, sáng bữa sau tôi lội đi là làm tự nguyện luôn, đi nuôi hết tất cả bệnh nhân. Lần thứ hai này mới hồi cách đây 2 năm thôi, cái lần chẳng là chảo bão lụt miền Trung đây, là mới cách đây 1 năm 2 năm đó, thì tôi cũng bị xây xác và bị đột quỵ luôn. Nhưng mà tôi đi xuống tới Cần Thơ, tôi uống thuốc Tây ha, chỉ có 9 tháng thôi cô bác anh chị. Hôm nay tôi được hồng hào và tươi tắn như thế này, thì đây là tôi tin tưởng rằng những gì mà quyền cơ trong Đức Thầy đã dạy, chán tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời ha, coi phép lạ của tiên của thánh chứ không phải của thế gian này. Thì mong cô bác anh chị mình đó nha, cháu mà Quốc Tạo với Quốc Thanh hỏi thì chúng tôi xin trình bày đó. Thì Đức Thầy nói đó, trong cái bài mà giếng làng Mỹ Hô Đông đó, Đức Thầy nói rồng đà lố bóng đá vàng mới biết nhau nha. Thì thôi giờ chúng ta tu đi nha. Thì bây giờ từ đây tới năm rồng cũng đâu có ba xa, phải không, có mấy năm nó đi giả chữ. Biết cái năm này mà nó cộng 3 năm, nhưng mà nếu mà ông tới một con giáp thì nó phải là 12 năm sau. Là vì chúng ta phải, bây giờ chúng ta nên cố gắng nè, từ đây phải làm thế nào để chúng ta lo tu tập. Mà nếu cô bác anh chị mình có thương cơ sở này, rồi cô bác anh chị có tin tưởng mình coi thật là một người có tu chân tu tâm đạo nghe lời thầy dạy hay không, thì cô bác anh chị mình cứ ghé tại đây, chúng tôi sẽ trình bày tất cả những gì không trên là trong lời nói hôm nay cho Quốc Tạo và Quốc Thanh hai cháu đã nghe. Quốc Thành đã nghe. Thì nói thật với cô bác anh chị đó, ở đây đó em Út không phải, em Út nói em Út là một người tu chân thiện, em Út chỉ là khờ nhất, nói thật sự với cô bác anh chị đó ha. Em Út nói đó, mà anh chị có xuống Vĩnh Long á, mà anh chị gặp những người đồng đạo kỳ cựu ngày xưa đó, thì anh chị cứ hỏi đi, chú ba Võ Văn Cửu ở dưới Vĩnh Long hồi xưa khờ dữ lắm phải không cô bác anh chị, thì cô bác đồng đạo sẽ trình bày với quý vị. Tôi nói thật sự 500 tu sĩ hồi xưa đó, tôi không biết tôi gọi tu sĩ không à, nhưng mà bây giờ tôi nghe là thầy thì tôi không dám gọi nữa. Thầy nói là ta là cư sĩ kinh điền, thì từ ngày tôi hiểu được thì tôi ai hỏi tôi nói tôi cư sĩ. 500 cư sĩ mà tôi là một người dở nhất hết, hỏi câu giảng không thuộc, đọc giảng không nhớ luôn, nói thật cho bác chị. Nhưng mà hôm nay cái duyên của mình á, mà tôi về tại đa cục đất này cũng vậy thôi, là trên khoảng 20 năm nó thiệt cô bác anh chị. Ai đi đâu nói gì nói tôi A Di Đà Phật thôi, rồi khỏi nghe, khỏi nói được. Nhưng mà trong cái duyên mình á đã đến như thế nào rồi, cho nên cách đây chừng 3 năm nó từ cái ngày cháu Quốc Tạo với Quốc Thành với Ngô Cường xuống đây để gặp cái này, thì 3 năm thì từ đó tới giờ thì chúng tôi mới trình bày với cô bác anh chị. Như nói nãy giờ đó, mà nói đây không phải là tôi nói câu giảng nha, nó thật sự nói cái chủ mình tu thôi, để cho cô bác anh chị mình thấy rằng đứa em nhỏ dại của mình từ hồi thời gian nhỏ mà nó đã hiểu được đạo và nó đắc được cái chân tâm của Đức Thầy dạy như thế nào, mà cháu nó em nó cần cù siêng năng nha, là nhớ lời thầy dạy là cái chữ tu đó là chớ khá chơi chày,
phải trao, phải sửa nghe thầy giải khuyên, hoặc là kệ kinh tưởng niệm canh thâu, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Em chỉ nhớ bao nhiêu thôi cô bác anh chị, còn tất cả những gì mà câu giảng nhiều đó thì em không thuộc, mà có khi em nói trên YouTube này không vậy, nó có nhiều khi em nói rồi chiều em nhớ là ủa sao mình nói lộn câu giảng của đức thầy gì, chắc mình có tội nó quý vị nha. Cho nên em út xin cô bác anh chị mình có quan hệ chỗ này, và những gì mà chúng tôi tâm sự với Quốc Tạo và Quốc Thành hôm nay đó là những cái sự chân thành của chính mình, muốn làm sao cô bác anh chị thấy rằng Hạ Nguyên nay đã hết đời, mà đức thầy nói hồi năm 39, bây giờ xin lặp lại đó là Hạ Nguyên này đã hết đời. Thì trong sự hết đời của thời đời Hạ Nguyên hay là hết đời của nhân sinh chúng tôi và quý vị đó, thì cái gì cũng là hết hết. Bây giờ giả sử 40 tuổi cũng chết ra đi cũng không có hết đời, mà 70 tuổi như mình ra đi cũng hết đời, mà tới chừng cái ngày kết cuộc đó đức thầy nói rồi thấy không, đó đến ngày đây là ngày kết cuộc hay không. Bây giờ chúng ta phải cố gắng cô bác anh chị nha, hãy nhớ lời thầy dạy, hãy cố gắng tu tập, hãy cố gắng nhìn vào cái những gương hạnh của người xưa. Cô bác ngày xưa người ta có hạnh gì lành mà đức thầy nói đó. Tới bây giờ mình muốn tu thành Phật phải không, thì đức thầy nói trong giảng đang hoàn toàn Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta tu theo cách đó để chúng ta đắc đạo. Đây là lời thầy ở Đức Phật nói. Đức thầy đã nói đó, nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Giáo lý của Đức Phật ngày xưa phổ truyền lại hôm nay trên 2600 năm, nhưng mà giáo lý của Đức Phật vẫn còn tươi sáng mãi mãi, vì người xưa nói đạo Phật diệu diệu thâm thâm, dầu mà tận thế, nó cái này cũng tận thế đó quý vị, thấy không? Dầu mà tận thế ngàn năm vẫn còn, dầu cho cuộc đời nó phong ba biến chuyển như thế nào, nó có ba chìm bảy nổi sáu linh đinh như thế nào, nhưng mà đạo Phật vẫn là một ánh thiền quang để đưa rước toàn thể đồng đạo nhân sinh của chúng ta đến cõi bờ giác ngạn. Đến đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với cô bác anh chị chỗ này nè, cái chỗ này đó, năm rồng có hay không là chúng ta phải tu thôi. Yeah. Miếng mà bây giờ chúng ta không tu á, thì chúng ta không thấy được năm rồng. Yeah. Thấy không? Yeah. Nếu muốn có tu mới thấy năm rồng. Yeah. Mà đức thầy nói rồng đà lố bóng, đá vàng biết nhau. A Di Đà Phật, gắng cố gắng tĩnh tâm nghe lời đức thầy dạy, thì chúng tôi tin chắc rằng toàn thể cô bác anh chị và tôi cũng sẽ được đồng đăng bỉ ngạn, thoát khỏi khổ lao ở cõi trần mê này, và tìm con đường chánh giác về niết bàn tịch tịch mà đức thầy đã nói. Hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Nam Mô A Di Đà Phật.